À, vừa rồi các em đã được xem cái clip à, trí tuệ của xuân điền và đã hiểu được là à, cách giành chiến thắng của anh này như thế nào đúng không ạ và bây giờ chúng ta sẽ nói đến việc lập kế hoạch tức mình có mục tiêu rồi này mình có những cái định hướng tương lai rồi bây giờ mình lập kế hoạch như thế nào và kế hoạch được gọi là cách phối hợp các nguồn lực các hành động cần thiết một cách tối ưu nhất để đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian nhất định Lập kế hoạch cho bản thân thì nó gồm có các nội dung sau. Thứ nhất là mục tiêu cần thực hiện là gì? Thứ hai là nguồn lực hỗ trợ để thực hiện mình là gì? Và thứ ba là các hoạt động để đạt được mục tiêu gồm có những hoạt động nào? Và chúng ta dự kiến một cái kết quả mình sẽ đạt được 80% hay là 90% chúng ta sẽ đạt được nó. Hay là nếu chỉ có 50% thôi thì chúng ta phải điều chỉnh lại đúng không ạ? Và thời gian thực hiện cái kế hoạch này như thế nào? Hay là À, thời gian người kiểm tra kiểm soát cái mục tiêu này là ai thầy cô giáo bố mẹ hay bạn bè hay chính bản thân chúng ta sẽ kiểm soát nó và tiếp nữa là chúng ta phải lường trước những tình huống phát sinh khi mà chúng ta lập cái kế hoạch này khi mình chạy nó thì liệu có những tình huống nào khiến kế hoạch học tập kế hoạch tương lai của mình có à, bị trì hoãn hay không thì chúng ta sẽ đưa ra những cái tình huống backup dự phòng cho mình